Rượu vang là một loại đồ uống khá là phổ biến trên thị trường hiện nay. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được một chai rượu vang ngon, đúng chuẩn và uy tín? Hãy lưu ngay video sau đây, Phương sẽ mách bạn các bí kíp để lựa chọn chai rượu vang chuẩn chỉnh nhé. Đầu tiên, đó là chọn rượu vang theo đúng mục đích. Mục đích ở đây mà Phương muốn nói rằng các bạn chọn rượu vang để biếu tặng hay là chọn rượu vang để thưởng thức, điều đó cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta lựa chọn một sản phẩm như thế nào cho phù hợp với mục đích. Thứ hai là lựa chọn chai rượu vang phù hợp với đối tượng. Nếu như chúng ta biếu tặng những người mà mới sử dụng rượu vang thì mọi người có thể lựa chọn những cái dòng vang sủi bọt hoặc là những cái dòng vang mà có nồng độ cồn thấp từ dưới 10 độ hoặc từ dưới 11 độ. Thứ hai, nếu như với những người mà đã có kinh nghiệm và thời gian để trải nghiệm về rượu vang rồi thì chúng ta hoàn toàn là có thể lựa chọn những chai rượu vang mà có nồng độ cồn cao hơn. Thứ ba, chọn địa chỉ rượu vang uy tín để chúng ta mua. Những cửa hàng sẽ có địa chỉ một cách cụ thể và rõ ràng. Thứ hai đó là những đơn vị cung cấp về rượu vang sẽ cần phải có giấy phép kinh doanh cũng như là những cái giấy tờ công bố chất lượng về sản phẩm hợp pháp và hợp lệ. Ngoài 3 tiêu chí mà Phương đưa ra cho các bạn có những tiêu chí nào khác không? Hãy comment để cho Quỳnh Phương và Kho Rượu biết nhé. Bấm follow kênh để cập nhật các kiến thức hay nhất về sake nhé.